Trong khi đó thì đã có 23 người thiệt mạng, 116.000 người khác phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt đang xảy ra tại miền Trung của Nigeria kể từ đầu mùa mưa cho năm của năm nay. Không chỉ gây thiệt hại về người, lũ lụt còn phá hủy mùa màng và cũng như làm chết nhiều vật nuôi ở quốc gia này. Theo một quan chức bang Benue, Nigeria, kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào tháng năm vừa qua, lũ lụt đã gây thiệt hại nặng nề tại bang này. Trong số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt có 14 người thiệt mạng trong một vụ lật thuyền xảy ra cách đây một tuần. Tổng cộng hơn 116.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa khi lũ quét qua 11 khu vực tại bang này. Quan chức trên nhấn mạnh cần phải hỗ trợ các nạn nhân ngay lập tức. Ông cho biết thêm, lũ lụt cho đến nay đã nhấn chìm hơn 14.000 hecta đất nông nghiệp và hơn 4.400 ngôi nhà trên toàn bang, các trường học, chợ, công ty, nhà ở và đất nông nghiệp tại 104 cộng đồng bị ảnh hưởng.